Không có lỗi của các cầu thủ Việt Nam. Cơ hội phản công của chúng ta, Phan Văn Đức. Hồng Duy. Bóng lên chân của Quang Hải. Phát triển bóng sang bên phía cánh phải với một Văn Thành có khả năng leo biên tốt. Đối của Văn Toàn. Việc Văn Toàn lui về cũng là một hình ảnh quen thuộc đối với anh ở trong mùa giải V-League năm nay. Đó là việc cầu thủ này tham gia hỗ trợ phòng ngự khá hiệu quả dành cho đồng đội của mình. Như một vài pha bóng vừa rồi cũng có thể thấy là sức mạnh thể chất của các cầu thủ Indonesia. Đường chuyền của Hồng Duy. Cầu Phương pha chạm bóng đầu tiên. Xuân Trường. Không vào. Thủ môn đội bạn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi của Xuân Trường. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này của Xuân Trường. Bóng cũng chưa chạm tay của thủ môn đội bạn. Nó chạm vào xà ngang trong sự nuối tiếc của chúng ta. Thủ cũng đã chơi rất hay trong trận đấu lượt đi. Văn Thành thi đấu chất ở bên phía hành lang cánh phải. Văn Thành, như thường lệ thì anh vẫn mang áo số 17. Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Đây là Bùi Tiến Dũng. Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu tròn vai. Hồng Duy. Tiến Linh. Tiến Linh. Tiến Linh. Vẫn còn. Chỉ tay vào chấm giao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh. Nhưng Ahmad đã chỉ tay vào chấm giao bóng bất chấp những than phiền từ các cầu thủ, từ thủ môn Indonesia. Câu trả lời cho sự than phiền này là một chiếc thẻ vàng dành cho Aguinata. Và thêm một lần nữa thì Tiến Linh lại có duyên với mảnh lưới của đội tuyển Indonesia. Đó cũng là một pha bóng rất hay khi chúng ta được xem lại. Chúng ta sẽ được theo dõi một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế của Quang Hải để đưa quả bóng tới vị trí của Xuân Trường. Và sau đó là một cú mở bóng của Hồng Duy. Một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ những tố chất của một trung phong từ phía Tiến Linh. Sự quyết đoán, tốc độ và sự quyết tâm để thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ của chúng ta. Pha ghi bàn thứ 3 trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó mang lại sự vỡ hòa của huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và các cổ động viên. Và tôi tin rằng ngay cả bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi thì như âm vàng cũng đã vang lên để ăn mừng bàn thắng này của Tiến Linh. Và chúng ta thấy rằng các cầu thủ Indonesia dữ dội ngay cả vòng. Bóng trong chân của Tuấn Anh. Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh. Trong 5 trận đấu đã qua vòng loại thì huấn luyện viên Park Hang-seo luôn tin tưởng vào bộ ba trung vệ mà ông sử dụng ngày hôm nay. Hồng Duy. Lúc này thì các cầu thủ chúng ta đang hạn chế rất kịp thời những tình huống phát động tấn công của Indonesia. Sự áp sát có thể nói là được thực hiện liên tục. Indonesia phạm lỗi tương đối nhiều từ đầu trận đến giờ. Và một trong những pha bóng như vậy thì Văn Toàn đã bị ngã ở một vị trí rất gần với vòng cấm địa của đối phương.
Những pha đột phá như vậy có thể sẽ là một yếu tố mà chúng ta có thể khai thác được từ một đội tuyển Indonesia có sức mạnh thể chất nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu như thế này. Tuấn Anh tiếp tục phát triển bóng sang bên phía cánh phải cho Văn Thanh. Rất hay. Nhịp xử lý của Văn Thanh là quá tốt. Pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh. Không được. Chỉ có một quả đá phạt góc cho chúng ta khi mà trong tình huống vừa rồi thì Ritho, trung vệ của đội bóng áo trắng đã phá bóng ngay trước mũi giày của một chân sút áo đỏ. Đó là Phan Văn Đức, một người âm thầm từ đầu trận đến giờ, nhưng luôn là người tạo ra những khoảnh khắc có thể khiến cho đối thủ phải bàng hoàng. Nhưng pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh xứng đáng là một trong những pha phối hợp hình mẫu quá hay. Và lại là Quang Hải với quả đá phạt góc của mình. Nguyễn Ngọc Hải, lại là Tuấn Anh. Cũng là một tình huống phối hợp tôi nghĩ rằng đã được tập luyện. Một quả bóng hướng về cột xa của Quang Hải và Nguyễn Ngọc Hải thay vì dứt điểm thì chuyền bóng ngược lại cho Tuấn Anh vốn sút xa rất tốt. Indonesia Tuấn Anh. Cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức sút bóng không được. Có cảm giác là ở vị trí nào trên sân thì Indonesia luôn muốn phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ của chúng ta. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cầu thủ của Indonesia đã lao vào Phan Văn Đức. Nhưng số 20 của đội tuyển Việt Nam cũng rất khôn ngoan để tránh được tình huống vừa rồi. Và sau đó cũng đã tạo ra một cú sút nguy hiểm về phía khung thành của đối phương ở góc hẹp. Những pha phơm một chạm sẽ càng trở nên thăng hoa hơn. Hồng Duy, Quang Hải. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ vào sân đều có trình độ tương đương với những người được cho ra nghỉ. Văn Thanh, hợp lý. Phan Văn Đức, Quang Hải. Quý vị cũng đừng bất ngờ nếu Quang Hải ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Duy Mạnh, Xuân Trương rất tốt. Hoàng Đức, cánh trái là Hồng Duy đang di chuyển rất thoáng. Quang Hải sút bóng vào. Tuyệt vời quả này. Đó là sự khẳng định, sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguaguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai. Và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo.